Anh đánh em hồi nào đâu? Tại anh hù em giật mình, quơ tay trúng mặt em chứ. Anh lỡ tay mà. Thôi, đừng có khóc nữa. Khóc hoài kỳ lắm. Lỡ gì? Không biết đâu. Em bất thường anh đó. Bất thường anh? Mà anh biết thường em gì giờ đây? Không biết. Anh muốn thường gì thì thường. Miễn sao cái mặt em hết đau thì thôi à. Vậy phải không? Anh thường cho em nè. Hết đau chưa? Hết đau rồi. Nè, nghe anh hỏi nè, tại sao không ở nhà học bài mà qua đây làm chi vậy? Hỏi lãng nữa rồi đó. Thôi, em về. Kìa, đòi về hoài vậy? Giận nữa rồi. Thiệt đúng là tánh con gái mà. Con gái thì sao? Con gái thì hay hờn mát và ưa nũng nịu. Còn con trai thì ưa chiều người yêu có phải không? Chắc có lẽ là vậy. Ủa, anh Hùng, anh đang vui sao bỗng nhiên anh lại buồn? Ở nhà ráng học nghe Loan. Anh đi đâu? Mỹ Loan. Mỹ Loan ơi, thân anh rồi đây như con chim bằng tung cánh. Rời rừng quen đi đâu một cành xa, biết có gặp bão giông hay gió thuận mưa hòa. Đời chinh chiến rồi nhiều mái ức. Anh nói cái gì? Bọn anh tình nguyện vào quân ngũ hả? Nếu anh bị bắt thì em nghĩ sao? Anh Hùng, em sẽ vận động học sinh, sinh viên tranh đấu để giữ anh lại. Không được đâu. Nếu yêu anh thì đừng bao giờ chống lại lệnh cha em. Tại sao vậy anh? Nếu anh không thành sĩ quan thì cha em sẽ không bao giờ gả em cho anh đâu. Anh Hùng ơi, sao mà khắc nghiệt quá. Có lẽ mình phải chấp nhận thực tế thôi Loan à. Anh ơi, rồi chừng nào anh đi? Ngày mai. Ngày mai. Phải. Mỹ Loan ơi, ngày mai này anh sẽ ra đi. Cầm tay nhau biết nói câu gì. Hẹn ngày tương ngộ nên duyên nợ. Mai trăng nở đây trên áo anh. Mỹ Loan ơi, rồi ngày mai đây anh cất lên đường xa phố phường mến thương, rời xa túi học trò bỏ lại trường yêu quý, xa bạn xa thầy và anh xa luôn ánh mắt người anh thương. Rồi đây những chiều nhìn mây bay, em thả hồn thương nhớ một người trai. Ở nơi đây có người con gái mong manh mòn đôi mắt.
Loan ơi anh ra đi tận phương trời, vẫn mang bóng hình của em theo. Anh hùng nè, dù cho vẫn đổi sao trời, lòng không thiệt mà. Loan ơi anh thề là trọn đời anh mãi mãi yêu em, dù cách xa muôn trùng vạn hải hùng, anh nguyện chẳng có đổi thay. Bên nhà vật em trao không đáng là bao, những anh quý vô cùng, anh luôn giữ mãi trong lòng trọn đời như bóng hình. Anh hùng Mỹ Loan, em ý chết, em phải về làm bài thi. Vậy em về đi. Bữa nay 20 tháng 11 rồi. Anh Thỏ ơi. Dạ. Dạ thiếu quý gọi em. Tôi cấm anh. Cấm anh xưng anh gọi em nữa nghe không? Dạ. Đã bảo rồi, mình bằng tuổi với nhau mà. Dạ. Nè, tôi ghét nịnh lắm nghe. Nếu ai cũng như thiếu quý thì trên đời này đâu có người nịnh đâu thiếu quý. Anh Thỏ ơi, anh đem cái đồng hồ này ra chợ bán giùm tôi đi. Chà, bộ hết tiền đi chơi với em Út sao thiếu quý? Không phải vậy đâu anh. Cái đồng hồ này chạy đúng, đem bán uổng lắm thiếu quý ơi. Thôi đi nhanh đi. Nè, bán được thì mua mớ đậu đũa, tép, con vịt, mớ đồ xào. Nhớ mua lấy con cá tra, cà, giá. Dạ. Để nấu canh chua. Anh Thỏ à, cha tôi khi còn sống đó, ông thích ăn canh chua cá tra lắm. À, mua một thứ bao nhiêu đây? Thì anh coi mua một mâm nấu đủ rồi. À, mua một mớ thịt bò xào giấm ngang. Anh coi gói ghém nồi cái đồng hồ. Dạ, thôi, tôi đi nghe thưa quý. Ừ, đi đi. Gặp anh Thỏ ngoài chợ, em mới biết anh bán cái đồng hồ lấy tiền cúng giáp năm cho ba. Tại sao anh không nói để em lo mà anh đi bán cái đồng hồ chi vậy? Ngài dỗ cha mà không cho anh ở nhà, nó bắt anh phải đi hành quân. Mỹ Loan ơi, thà anh chịu ngồi tù, anh ngồi tù. Không, không được đâu anh ơi. Anh Hùng, hãy nghe em đi anh, bình tâm đừng nên chống đối, trung quy tâm chẳng anh thừa cơ tìm cách
hỏi anh. Anh chẳng trung quy tâm làm thân tổ nhân vô nghĩa, anh phải nên giả vui chờ cơ hội bao hiếu cho cha. Ôi đau lòng biết bao ngày cùng cha mà không cho ở nhà, thà anh trở thành một người dân mà thương lo bao hiếu ơn cha già. Trung Quý Tâm là tay tin cậy của cố vấn, hắn lại ghét tình yêu của chúng mình. Chỉ một lời nói của hắn là anh sẽ bị nguy hiểm tới tánh mạng thế nào rồi. Mà cha em đối với anh thế nào thì anh cũng dư biết mà. Mỹ Loan ơi, nếu duyên mình từ đây cách xa, anh bị cho đến vạn kiếp muôn đời, anh vẫn yêu em dù cho vật đổi sao dời. Những ngày học tập ở quân trường biết bao khó khăn gian khổ, anh không một giờ sao lãng. Khi ra trường phải hành quân liên tục, vất vả gian nguy, nhưng tất cả chỉ vì em, anh sẵn sàng chấp nhận vượt qua để làm đẹp lòng cha em mà người chấp thuận cho hai ta nên vợ nên chồng. Anh Hùng, em đừng khóc nữa. Nước mắt khi làm yếu mềm, chứ đâu giúp được chúng ta vượt qua hoàn cảnh khó khăn. Em biết là như vậy rồi, anh Hùng. Em đừng khóc nữa. Lại đây ngồi, anh kể chuyện quân trường cho em nghe. Anh Hùng, tay anh bớt đau hay chưa? Chắc còn đau lắm hả anh? Nè, anh ngồi xuống đây nghỉ đi, rồi em lột cam cho anh ăn cho khỏe nghe. Cảm ơn, cô đem về đi. Ủa, anh làm sao vậy? Bộ anh giận em hả? Anh Hùng, sở dĩ hôm nay em đến thăm anh trễ là tại vì em mắc bận học bài thi á. Anh Hùng ơi, cam này ngọt lắm, anh ăn đi rồi nằm nghỉ cho khỏe. Nè, đừng có giận em nữa nghe. Tôi nói tôi không ăn, cô đem về đi. Đem về làm chi? Đem về cho cha cô ăn đi. Ý ngộ không? Ba em có bệnh hoạn gì đâu ăn. Không bệnh hoạn, nhưng mà ăn vào để nó tăng thêm phần tẩm bổ. Chàng ơi, anh Hùng, anh nói gì mà lạ lùng quá, em không hiểu. Làm sao cô hiểu được? Anh Hùng, hay là cha em đã làm điều gì cho anh giận rồi phải không? Không, tôi không giận cho cô, mà phải nói rằng tôi đang sôi sục máu căm thù. Căm thù?
mà căm thù gì. Nhưng mà cha em đã hết lòng thương anh mà. Thôi, cô hãy câm đi, đừng nói tiếng đó bên tai tôi nữa. Cô hãy về đi, kẻo tôi giết cô bây giờ, rồi sau đó đến lượt cha cô. Anh Hùng, anh đã bị lo ăn trí rồi sao? Hay là anh không còn yêu em nữa? Thôi hết rồi người bạn tình ơi, bao kỷ niệm ngày mình đẹp đôi, nay tình yêu quá ra hận thù, câu dịu em quá ra nghẹn ngào. Loan ơi thôi đừng lưu luyến. Ôi những kỷ niệm ngày mình yêu nhau, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Khi lòng em vẫn yêu một người, anh đành tâm thốt ra những lời cho duyên mình đành. Đừng than, đừng khóc biệt ly người ơi, đau thương xót xa cũng chỉ thế thôi. Thì thôi em nhé hãy cố mà quên những chiều hai đứa sanh bước bên nhau, và những đêm ta hò hẹn dưới trăng. Mỹ Loan ơi, nếu kiếp này mình không thành duyên nợ, thì hẹn kiếp sau ta nên vợ thành chồng. Hãy coi những chuyện ngày qua như là giấc mộng, cố quên nhau đừng vương vấn mà chi. Bạn bè buồn cánh chia ly, tình yêu tan vỡ còn ghi nhớ trọn đời. Mỹ Loan ơi, anh vẫn biết mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, mãi mãi xa nhau rồi là mang kỷ niệm. Bất cứ hoàn cảnh nào hay khó khăn nào, em cũng sẵn sàng hy sinh tất cả để đổi lấy anh thôi. Hùng ơi, đã yêu nhau mà anh không hiểu được lòng dạ của em sao? Tại sao anh không dám nói rõ sự thật để cho em đây được biết? Hùng ơi, chừng nào trái đất ngừng quay, mặt trời thôi mọc, thì Mỹ Loan mới quên được Vũ Phương Hùng. Phải cha em đổi ý không? Thôi đừng hỏi nữa, em về đi em. Anh đuổi em. Mỹ Loan ơi, anh cứ ngỡ duyên mình thành đôi. Nào ngờ đâu gian dở chia phôi,
nhìn nhau đi rồi chia biệt trọn đời, vĩnh viễn xa nhau rồi. Nghịch cảnh buồn rẻ chia chân ngâu quanh những cam lẻ loi từ đây. Chiều mưa buồn đành quên sao hỡi anh, những đêm trăng đôi bóng anh dòng sông. Luân ơi anh mãi ấp ôm những ngày thơ mộng đó, ghi khắc vào tim tôi chuyện tình buồn. Xa thật rồi những giây phút bên nhau, những ngày tháng chung học vui buồn hai đứa. Và giờ đây lòng anh là lửa, lửa tình hay là lửa hận ở trong tim? Anh Hùng, anh hận gì? Sao anh không nói rõ? Nói rõ? Nói rõ để làm gì khi mà tôi chưa quyết định? Quyết định? Quyết định gì? Hay anh không còn yêu em nữa, có phải không? Đừng hỏi, về đi em, rồi sau này em sẽ rõ. Anh Hùng, em không ngờ hôm nay anh là một con người phản bội. Vĩnh biệt, vĩnh biệt. Mỹ Loan, Mỹ Loan. Con đò tắt bên
sông sẽ mang theo những xác pháo hồng. Như mảnh tim sầu ai dằn lối vô quy, biết nói câu gì cho với niềm cay đắng. Nói một lần thôi rằng mình còn gặp gỡ.
còn rơi. Rồi đây tận chốn phương trời, xa cách nhau rồi, đừng buồn nữa nghe anh. Lan ơi, tôi không biết nói làm sao cho em hiểu được lòng mình. Trong khi đối với Lan tôi là người bạc nghĩa, đối với bác Tú bên nhà tôi lại là kẻ giống ăn. Hạt cơm ơn cơm nghĩa còn dính ở kẻ răng, tiền nhớ lời thương còn dương trong hơi thở. Trời ơi, tôi là một kẻ ngu si khờ dại, đã làm nát lòng tôi còn gây khổ lụy cho bao người. Tôi nè, tôi mới ngu chứ người ta đâu có ngu có dại. Người ta ngu sao người ta đi kiếm vợ giàu vợ dối, biết chọn cho mình một tương lai sáng sủa tốt. Chuyện
Lan à, mỗi lời em nói như kim châm muối xác. Em có biết là tôi cũng đau khổ tới mức nào không? Bác ở bên nhà cũng đã hiểu mà tha thứ cho tôi. Tôi cũng xin Lan đừng hờn, đừng trách nữa nghe Lan. Không, tôi đâu có giận, có hờn, có trách móc gì ai đâu. Chắc hẳn còn bao nhiêu ngày nữa là tới buổi rồi nên tử tế như người ta. Vì đời con gái một lần gian dở là cả đời sầu khổ. Không biết rồi tới bữa đó tôi có qua bên này tôi giúp được một tay, hay là tôi ngồi bên nhà rồi tôi khóc. Khóc mừng cho người ta trăm năm hạnh phúc, hay không cho tôi sao duyên phận. Lan à, anh, tôi... Thôi, anh đừng nói gì nữa hết. Anh đi đi. Lan à. Anh đi đi. Anh đi đi. Lan. 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 Thank you.
phong. Dòng ngân giang pha giọt lễ buồn. Tháng bảy thu về mưa ngâu trên sông lạnh, dài ngân hà hiu quạnh buổi chiều thu. Trăng đêm nay phủ áng mây mù, giờ tương ngộ qua bốn mùa mong đợi. Sông xa nhau dời dời mấy nhịp cầu, ngư chức âu sầu chờ chim ô. Mình cùng uống tâm sự chung hồn, cùng nhớ cùng thương. Bồi tương phùng lễ vẫn tràn mấy, biết nói gì đây trong phút giây ngắn ngồi. Vật giáo bôi lỡ đôi còn cất giờ, tâm sự chưa tàn lễ đình sắp. Con vui lại Ngọc Hoàng thứ tha, yêu nên lỡ dài một lần này thôi. Ngưu Lang ơi đừng khóc đừng than, và cũng đừng hy vọng khi mình chưa trút cạn rồi phải đành ngậm đắng nuốt cay. Biết nói gì trong nghịch cảnh hôm nay, lòng tuyệt vọng trời ơi cay nghiệt quá. Thượng đế ơi tạo chi sanh ly tử biệt, tác hợp lương duyên thank you.
nào chờ đợi đến mùa thu, ôm nhớ thương trên bến sông buồn lẻ bàng, nghịch cảnh trái ngang bé bàng, duyên phận cuối lại ân trên mở lưỡng hải hồ. Rời và vỗ cánh bay về bốn phương trời mù xa thăm thầm. Chiếc cầu ô từng nhịp đứt dần và sẽ tan biến lần hồi trong khoảnh khắc mà thôi. Ngưu Lang ơi em rùng mình kinh sợ, chia biệt lần này có thương ngủ lần ra dịp cầu ngưu. Anh đang ngó mông gì đó, nãy giờ em kêu muốn chết luôn à. À thì anh đang ngắm nhìn. Anh nhìn cái gì mà say mê dữ vậy? Anh nhìn lúa sớm đơm bông lạ ngọn trong sương, mà lòng như dâng lên một niềm vui khôn tả. Bỗng nghe bước chân ai đi nhẹ nhẹ, anh quay lại sau lưng thì đó là em Hồng. Mới sáng sớm em đi đâu, một tay thì em xách chiếc lồng chim, còn tay kia xách giỏ rau dừa. Trời lên sao mái tranh nhỏ nhỏ đồng sương mờ. Anh ngồi xuống đây nghe em nói chuyện này, con sao em nuôi mới vừa tập rỡ ràng với nụ cười tươi, đang nhìn anh với ánh mắt sáng ngời. Anh nghe lời
lòng mình sao xuyến một niềm vui như muôn trăng hòa theo mùi hương lúa chín. Lúa hành chín thì lúa em cũng trổ đồng đồng rồi chứ bộ à. Thì anh có nói gì đâu, nhưng mà lúa của anh á là lúa ngắn ngày à nha. Gió thoảng hơi sương sương bay trong gió bồng lúa đơn la la trên đồng. Bông lúa đơn ngày mai tóc em đơm ngang chim nha. Nhìn con sáo nhỏ đang rẽ lông tập nuôi, mỗi khi nhớ tới em anh hãy nghe nó và bắt chước giọng người với ba tiếng chị hồng ơi. Hồng nè. Dạ. Em dạy cho con sáo gọi ba tiếng chị Hồng ơi. Thì tại sao em không dạy thêm cho nó nói ba tiếng anh Thanh hỡi? Em tập nó nói rành ba tiếng chị Hồng ơi, để nó nhắc anh nghe mỗi ngày. Chứ đừng nhớ tới ai, cô Sáu, cô Mười, cô Huệ hay là cô Mai. Hồng à, em đúng là người mẫu mực, em như là thần tượng của anh. Hết thảy bà con lối xóm xa gần ai cũng đều mến em. Nhớ một mình em cũng đủ lắm rồi, lửa phải còn nhớ ai? Anh Thanh ơi. Ơi. Mới hồi khuya hôm qua đó, khi em vừa cho Tầm ăn xong á thì má kêu em lên nhà trên má hỏi. Má hỏi làm sao? Má hỏi vậy chứ thằng Thanh con anh Năm Ngữ đó, mày có ưng nó hay không á thì trả lời ngay để tao còn trả lời với anh. Để anh nhờ mai mối mà lo việc hôn nhân cho hai đứa được vuông tròn. Rồi em trả lời sao? Em đứng hồi lâu rồi em nói. Em nói làm sao? Dạ con bằng lòng. Bằng lòng mà cũng làm cho người ta hết hồn hả? Rồi cái má nói. Má, mà má của ai? Thì má của em, mà má của em cũng là má của anh chứ bộ à. Chứ sao? Má nói, Hồng à, con ráng lo ruộng rẫy xong xuôi, đặng còn lo mua sắm Tết. Mà cái Tết năm nay là một cái Tết huy hoàng. Cái Tết huy hoàng anh biết rồi mà. Ủa mà bữa hôm ba má hai đứa có nói là cuối tháng chạp này sẽ làm lễ cưới mà em. Chứ làm sao? Anh sẽ nhờ dì Tư Bình làm đại diện cho nhà trai, còn em á thì có cậu Tư Mẹo làm chủ hôn cho bên gái. Nhưng mà anh sợ nhất là một chuyện. Chuyện gì vậy anh? Má em thì ăn ở theo xưa, bắt anh phải mặc áo dài đen nè, đổi khứa cá khô nữa. Trời ơi nó kẹt lắm em ơi. Có gì đâu mà kẹt. Em nói anh nghe nè, vô
muốn cưới vợ phải chịu cực khổ, bực mình chút đỉnh thì có ăn nhầm gì đâu nè. Anh biết rồi, thương nhau chẳng ngại gian nan, huống chi là chuyện con tầm thường. Gần đây anh lau dòng nước mắt, mai du quy rồi, đừng khóc nữa nghe em. Em cố mỉm cười mà sao bỏ lại vườn xưa,
một bông bơ dơ bên bờ hồ. Tình của chúng mình cũng chia hai lối rè. Thôi em hãy vui lên mà làm vừa lòng cha mẹ. Một người con hiếu hạnh vô tròn. Anh không trách em và cũng không giận không hờn. Chỉ biết anh rất buồn trong những ngày tan tới. Bởi mất em rồi anh còn lại gì đâu. Người yêu ơi xin anh nén buồn đau. Em có vui nhịp với rượu nồng hôn lề. Khóc làm chi em cho nhạt nhòa má phân. Hãy gạt lệ sầu mà hướng đến một sống buồn. Con tàu khiến xuôi cho chúng mình gặp gỡ rồi lại chia lìa đôi lứa đôi nơi. Xin anh hiểu giùm cho thân phận đều trôi vì chưa hiểu anh em làm người trong vô. Ngày mai này anh còn ai đâu để mà tâm sự. Tìm nhớ em khi sầu hận cuộc đời. Khóc tình
dở dang theo bước sáng ngang khi trời rạng sáng. Vắng em rồi cuộc đời anh khô hàng, tương lai ảm đạm tâm tối một màu đen. Bước theo chồng xứ lạ mình em, mang trong trái tim là hình bóng người tình. Trời sắp sáng rồi thôi em hãy về đi, mặc áo cô dâu cô chôn vùi quá khứ. Tình của anh kiếp này em đành nói, hẹn kiếp tao phùng tương hội kiếp lai sinh. Người gì đâu mà thấy ghét à. Mỗi lần hẹn là trễ hẹn, lần nào cũng trễ, thiệt chán quá đi. Cứ bắt người ta chờ chờ đợi đợi, đợi mãi à. Alo, anh đang ở đâu vậy? Cái gì? Anh thiệt là đáng ghét, ghét anh luôn rồi á. Hù. Ủa, trễ có 3 phút à? Mà nhìn mặt dễ thương quá em ơi. Buông tay em ra đi, em giận anh rồi á. Thôi mà, vuốt giận nghe cưng. Hôm nay anh hẹn với em, định bàn ngày đám cưới và thưa mẹ cha mua đồ sính lễ. Hai bác bên nhà đã nói sao anh tự nhiên em thấy vui mừng à. Anh cũng chẳng hiểu, chỉ thấy mẹ nhìn mặt ba, ba mỉm cười mà không có nói ra. Anh ơi sao bỗng dưng em lo sợ, sợ gia đình không tác hợp. Rằng em trong giới sướng ca. Không đâu em, anh lén nghe được là em yêu à, em đừng có lo xa. Nhưng anh ơi nghe ba sinh gia tình nghệ thuật, nếu làm dấu mà phải rày đẩy mắt chuyện duyên nợ không tròn. Em ơi đừng quá lo xa mà tâm trí hao mòn. Anh bảo em không lo làm sao được, hạnh phúc cả đời là niềm ao ước lớn. Làm dâu con một dù bên chồng không khó, nhưng mãi xa gia đình sợ tình mình gian dở. Em không phải sợ lòng em thay đổi, mà chỉ sợ rằng những lời nói gần làm dâu mà ít được ở nhà, nên luôn lo lắng sợ mẹ cha đổi ý. Em ơi đã nguyện yêu nhau thì trọn đời chung thủy, anh tin mẹ cha đẹp ý vui lòng. Và muốn đôi ta sớm nên nghĩa chồng. Coi lần anh cũng nghe ba từng nói,
thời buổi này rồi, đâu phải còn phong kiến như xưa. Miễn sao con mình được tình thắm duyên ưa, nhìn con hạnh phúc là vui lòng cha mẹ. Chuyện nở duyên là tùy nơi hai trẻ, tuổi nó thuận lòng thì tiến tới hôn nhân. Thường thì cha lúc nào cũng dễ hơn mẹ. Nãy giờ em chỉ nghe anh nhắc đến bác trai, chứ chưa nghe anh nói đến mẹ. Em vẫn còn lo lắm anh à. Mẹ có nói gì đến chuyện của tụi mình không anh? Mẹ nói là nó yêu nghề hát, nó cứ đi hát suốt không ở nhà, nên mẹ không yên tâm được con à. Cam đành thôi, từ nay hai đứa chắc xa nhau rồi. Em đành phụ anh nói câu chia lìa, về đi anh để yên gia đình. Ơi này em, vì sao em nói như trách hờn anh? Nên làm sao không? Em ơi, mẹ đã thương em nên kêu anh đưa em về để hỏi. Người lớn gặp nhau bằng ngày lễ, nói kết hợp lương duyên cho cao thắm vôi nồng. Và chỉ ước mong buộc chặt tơ hồng, lòng mẹ thương con nên nhiều lo lắng. Đâu nói sang hèn mà chẳng nghĩ chuyện hát ca. Mẹ nói là đời nghệ sĩ bôn ba, còn tốt hay xấu là do ta, chứ nào phải đâu nghiệp tồn. Tuồn tích cái lương mẹ đã từng hâm mộ, em hãy vui lên mà thổ lộ tâm tình. Em chưa hiểu chi mà dỗi vàng hồn trách, em có lỗi với mẹ rồi, giờ biết tính sao đây? Thì em theo anh về xuống tận miền Tây, rồi ra mắt mẹ để trình bày rõ ý. Khi trên sân khấu em là nghệ sĩ, về đến gia đình sẽ trọn phận làm con. Em nguyện làm dâu thảo vợ hiền với một già sắc son, và sống thật tốt để em còn làm lão xe tân. Chúng con thỏa mộng tình chờ bay lâu, sống tương nay đã bắt cầu quy ngân hợp mỹ tâm đầu không sai. Vậy hết giận anh chưa? Dạ hết rồi. Vậy bây giờ mình ra bến xe về miền Tây ra mắt mẹ cha liền nghe em. Dạ.
lồi đâm sen. Anh yêu tà áo nước ven đồng quê, Út ơi, anh về rồi nè Út ơi. Gọi Út vậy? Ủa, anh ba có phải không? Đã bao năm cách biệt chưa về thăm nơi chốn xưa, nhớ những hàng dừa, nhớ Út vô cùng. Tìm nơi lập nghiệp nay trở về đây là định rước Út đi nè. Ý trời đất ơi, anh ba nói giỡn hay anh nói đùa? Cái chuyện cưới xin là do cha mẹ định, mà anh ba nói vẫn biết là cái chuyện trầu cao phải là cha mẹ hai bên quần nhau đồng ý. Anh đến gặp em là để tìm hiểu kỹ, rồi thưa mẹ cha sang nhà mang quà hỏi cưới. Mà nói chuyện gì vậy Út? Thì nói là chuyện nợ duyên của Út đã xong rồi. Cô Út nói sao? Tôi nghe quá bồi hồi. Thì nói thiệt với anh ba là anh đã đến trễ. Cha mẹ đã nói rồi cái chuyện anh ba.
này anh cô đơn hay là anh cô độc? Thì em biết phải làm sao chuyện duyên nợ không thành. Em nỡ quên anh mà cất bước cho đành. Vậy em biết phải làm sao khi anh đi biệt biệt? Em ở quê nhà cũng tha thiết đợi mong. Nhớ đến câu cách mặt xa lòng nên em đành phải chẳng chờ trong chi. Út ơi, tình của anh không còn nơi nương tựa, đành vĩnh biệt em kể từ bữa. Mừng mừng sợ sợ lo lo. Có gì đâu mà anh phải sợ phải lo, thưa cha với mẹ cho hai ta vẹn tình. Em ơi, anh quá vui mừng sẽ đưa sinh lễ từng bừng đó. Trời ơi, bà xã ơi, anh sắp chết tới nơi rồi nè, còn xa không em? Ông xã ơi, ráng đi một lát nữa đi hen, mình sắp tới rồi kìa, đằng kia kìa. Sao em không gọi người nhà ra rước? Chứ đi bộ kiểu này á, nhìn anh giống Điệp trong tuồng cải lương lắm rồi đó. Anh nè, nhìn anh thấy thương quá à. Anh có biết không, đã mấy chục năm rồi em mới trở về đây. Em muốn cùng anh đi dạo quanh con đường đầy kỷ niệm, để thỏa lòng thương nhớ quê. Lần đầu tiên đến nơi này, bao yêu mến đông đầy, sống hiền hòa như thơ. Bao năm xa rời đất mẹ, chưa một lần em trở về thăm. Yêu sao quê vợ thanh bình,
vén nghĩa tình nơi đây. Xa xứ xa quê em ngày nhớ đêm thương mong được về thăm nơi chốn cũ, nhưng có ngờ đâu thời gian trôi lặng lẽ đằng đẵng giả thủy chung. Hình ảnh quê nhà cứ gợi nhớ mong lung, nơi anh dấu tuổi thơ đã cùng em giống rồi. Mấy chục năm dài nuôi hy vọng ước mơ được trở về quê nghe câu hò xứ sở. Sao dần hò mong ngày sao vẫn xanh màu yêu thương. Cô gái Cà Mau anh yêu từ dạo ấy, đôi mắt trong veo duyên dáng nụ cười hiền. Chứ sao vậy hen? Kìa, anh có thấy gì không? Anh có thấy gì đâu. Kia là con sông tôm cá nhiều nuôi lớn quê mình. Em thường theo ba khi mùa nơi lúng thì quăng câu. Chiếc xuồng ba la em ai phú tận muôn đời, anh say đắm đất trời nên thơ. Bến quê an lành đâu ai nỡ đoạn đành xa quê. Vợ ơi ai cũng có một quê hương như tình mẹ tình cha, trọn đời không thay đổi. Dẫu lá xanh non thác còn mong về cội, dẫu nước trôi theo muôn dòng vàng lối, vẫn muốn tìm nhau cho chung mối chung. Ở đời em lìa bỏ quê hương, đến xứ lạ trời xa tìm người thương trong mong. Để bây giờ mình nên chồng nên vợ, mỗi đứa hãy quê yêu biết mấy.
cầm tay em dắt anh qua cầu, nhịp cầu sẽ mối duyên tình, quê câu thủy chung đừng quên. Nhịp chèo ai hú trên dòng sông sống đưa câu hồ, cầu không lắc leo cỡ sao ngập ngừng chân bước. Anh muốn tìm thân người quen như đã yêu và nhớ. Chưa, thì Phú Tân là quê vợ nên anh quen xóm quen làng quen dòng họ vợ của anh. Vậy mời chàng rể Cà Mau dẫn đường em một đồi qua mấy chân thường thì mình sẽ tới nơi. Cái gì? Bà phải xuống xuồng nữa hả? Ủa, hồi nãy có ai nói với em là nơi đây là thân thuộc lắm mà ta. Nè, ông xã ơi, về Cà Mau thì phải xuống xuồng đi cho biết chứ. Thôi được, xuống thì xuống. Cẩn thận nghe ông xã. Ê, té. Ông xã, té. Ông có chừng té. Nguồn xúc cảm trào dâng
rất là làm sao xuyên bâng quân chờ đợi phúc giao. Đục khe sâu mà chỉ trong lành từng khát khao mơ ước. Trên bờ cả nhà rất nhiều. Để con cháu về đây sum họp.
xuân giữa nơi quê nhà. Luôn thiết tha đậm đà, xanh ngát một trời xuân, chan hòa ngát một trời xuân. Cửa giao thừa đã mở, thềm năm mới thân thang, xin cầu nguyện cho nó âm thanh bình luôn vĩnh hằng trên quê cha đất tổ. Hạnh phúc của mỗi người dạt dào như sóng vô, tài lộc dồi dào như hoa cỏ mùa xuân. Cầu cho tuổi thanh xuân luôn ngập tràn mơ ước, cầu cho mỗi em thơ mãi đẹp tươi. Cầu cho lúa khoai cây trái xanh quần, cuộc sống sẽ khang trang cho miền quê châu thôn. Chúc cho quê hương đến mùa xây tô, cầu hạnh phúc ngập tràn tươi thắm tơ mùa xuân. Dạ xin cảm ơn tình cảm của gia đình rất nhiều. Một lần nữa thì Bùi Trung Đẳng và Kim Song Loan xin chúc toàn thể quý vị có mặt buổi tối đêm nay có một đêm thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Dạ xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xanh sắc la mắt em hay sắc trời, tan tình tan tình tình tan tan tính tình là tình tình tan. Ở đâu anh đến có một mình hả, chẳng quen mà không biết sao nhìn, sao nhìn người ta tan tình tan tình. Cô em ơi, anh đâu dám đi ngang về tắc mà không hỏi chủ. May nhờ có bà con điềm chỉ, cho nên anh mới nhìn kỹ coi có phải em hôn. Phải hôn? Có đôi mắt nhung thâm thấp trung trung, mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ. Giờ nhìn tản mặt em hiền như bông bưởi đang nở trong. Cũng tương tự như em và giản dị bình thường. Anh ơi, anh ở Sông Tiền hay Sông Hậu? Dạ Sài Gòn. Xin lỗi, anh thứ mấy? Dạ thứ ba. Em thứ sáu. Chứ anh ba khen chúng em thiệt hay nói cho vui vậy anh ba? Cô Sáu à, bấy lâu nay văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, nay thấy mặt là mê liền hà. Anh nói thiệt không? Thiệt. Anh mê ai? Đàn bà hay con gái? Tôi mê. Mê ai? Tôi mê đất, mê người, mê những nụ cười và mê điệu hò mái dài của... Của ai? Của bà má bay. Thiệt tình, có sao nói vậy. Mà cô Sáu cứ từ buổi cãi cô xảy qua buổi cào hoài. Anh ba ơi, con gái làng em thiệt thà như đêm. Anh ba gieo làm chi tiếng quán cho thêm buồn. Coi, cô Sáu nói chơi chút xíu à, mà cô vẫn có hơn. Tôi nói vậy mà không phải vậy à nghe.
chứ làm sao hả anh ba? Tôi muốn hỏi luân canh luân vụ, cái lúa trồng đâu có tốt hay không? Vậy anh nghe em nói nè nghe. Qua mai gọi cánh gọi đào, vàng mỡ ruộng lúa hoa màu vượt lên. Mầm hạnh phúc mọc quê em, hai trời đổi đất cho trọn niềm ước mơ. Lên đừng khen mà em mắc cỡ ấy, tánh em thì hay mắc đơn, tan tình tình tan tình là tình tính tan, gái như em đấy khó tìm, khéo tay mà chăm bón, theo viền trời xanh, tan tình tính tan. Gì đó cô Sáu? Anh đừng khen em quá, mà má em bà rầy bà quở. Trời đất, khen cũng quở nữa hả? Gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà không nói thì sợ anh bảo con nhỏ này nó hay làm lè. Ờ, cũng có lý. Con ở đây mà nói với anh ba cho tình hết nghe thì chắc em phải trở vô nấu bữa cơm chiều. Vậy không ấy anh ba vô nhà chơi nghe, để tưới xong ruộng đậu em về. Cô nói vậy tôi e không tiện quá cô Sáu à. Vậy chứ không lẽ em trở vô nhà tiếp chuyện với anh ba cho hết bữa sáng này hay sao? Cô Sáu à, cây có gốc có cành mới sanh ra ngọn, tôi muốn cô để tôi ra cùng với cô cho trọn cái nghĩa mới quen, được không cô Sáu? Ý trời, anh ba, anh nói cái gì mà em nghe không hiểu gì hết à. Thôi, để em đi tới đậu kẹo trưa rồi. Làm lâu đôi chút mà hỏi hết một chuyện sản xuất thì một lúc cũng xong thôi. Thiệt mà cô Sáu, chút xíu hà. Ý, đâu có được. Má em bà la em chết à. Chuyện em làm, ruộng em chứ ở đây mà nói chuyện với anh ba hoài, chắc đâu cà dưa thuốc nó chết héo hết. Anh ba ơi, bà con sẽ chê cười em bỏ qua màu chết thương, vì đừng nói chuyện với trai cả vui. Tôi trẻ chúng em là phải làm cho quê hương này đổi mới, làng xóm yên vui nó ấm mãi muôn đời. Cảm ơn cô Sáu, lời cô là ý núi sông xanh tươi sắc lá xanh trong lòng. Nhà nông thiệt lắm anh ba ơi, nghĩ sao nói vậy anh đừng cười chi em.
Ơi cô Bảy, cô Ba, cô Thà, cô Thiệt gì đó ơi, làm ơn chậm chậm cho tôi nhắn vài câu với. Ở đây chỉ có cô Tư, cô Tám, cô Chất, cô Chơn thôi hả? Không có các cô mà anh gọi đâu á. Thôi để tụi em đi mà anh Ngọt. Ý khoan khoan, chờ tôi với cô gì đó ơi. Mặt trời đã lên tới ngọn cao rồi, ai cũng phải ra đồng làm việc. Tụi em đang gấp mà anh kêu réo chi hoài vậy anh Ngọt? Thôi em đi à nghe. Tôi xin cô chậm bước cho tôi nhắn vài câu. Sáng nay lòng tôi phát dầu, nôm chắc không thế nào đi cuốc ngoài ruộng sâu, sợ mọi người đợi lâu. Tôi biết hôm nay tôi phải đi cày trả công cho người ta, nhưng mà tôi đang rầu trong bụng lắm, nên có đi làm cũng không có nổi nữa cô ơi. Ủa, vậy chứ chuyện gì mà ăn rầu dữ vậy anh Ngọt? Tôi hỏi cô vậy mà không rầu sao được. Vừa rạng sáng tinh mơ, tôi ra ngoài hiên trước thì đã mất tiêu rồi cây cú. Chưa về nhà do gạo nấu tôm thì lại mất tôi cái nồi. Trời tối thì nhà cửa cũng tối thui, một cây đèn dầu cũng mất luôn. Ấp mình xưa nay làm gì có ăn trộm, chắc anh bê bối rồi bỏ trước quên sau. Xóm dưới làng trên chưa từng có nhà nào bị mất la luôn. Hoàn cảnh của tôi đâu giống như mọi người. Vậy khác chỗ nào anh nói thử coi. Cô hai ơi, cái thân phận của tôi nó lận đận hẩm hiu như buổi chợ chiều đã thưa người mua bán. Có phải trước sân có trồng cây lẻ bạn nên tuổi đã 30 mà tôi đây vẫn chiếc bóng âm thầm. Duyên nợ gì đâu mà tôi như nắng hạn đỡ một mình mới thấu nổi chân chuyên. Bởi tôi giấu niềm riêng xóm giềng đâu có ai hiểu, vì ở trong nhà chưa có bóng vợ con nên coi ngoài mất trong coi trên thì mất dưới. Bởi vậy lúc này tôi rầu lắm, nên tôi ăn uống không có vô, mà đi làm cũng không nổi nữa cô hai à. Anh Ngọt nè, ai biểu anh cứ ầu ơ giết dầu rồi lùa trâu đem vô. Con dâu có chuồng nên không đi tìm vọt, không bọt thì đó ai có thể vọt nên không. Không, chỉ tại tôi hay ngại ngùng mắc cờ, chứ đời nào súng mà lại dám chê sen. Vậy chứ để cô nào thì anh cứ giữ làm quen, bụng dạ thế nào thì thiệt thà nói ra thế ấy. Con chim sắp hô còn biết xè đuôi ve vậy, cất tiếng ngọt ngào óc gọi bạn liền. Vậy chứ
tôi gặp người ta ngày hai ba bận, nói xa nói gần đến 90 phen rồi mà người ta có thèm hiểu cho cái bụng dạ của tôi đâu. Vậy chứ anh nói cách nào mà người ta không hiểu? Tôi nói như vậy nè. Nói làm sao? Thuyền ai trôi trước cho tôi lướt theo cùng, chiều đã về trời đất mênh mông, phải duyên thì xích lại. Phải duyên thì xích lại cho đỡ đần nhớ thương. Anh Ngọt nè, ai biểu anh nói chưa dứt câu thì che mặt cúi đầu quay ngang rồi lùi mất. Tới năm bảy cô đang bê bờ xoay đất thì ai biết câu hò bắt chợt bận qua anh muốn gây cô nào. Cô ấy hay cười duyên dáng, mỗi lúc nhìn tôi đứng đợi bên rào. Thôi thì sẵn không có ai, tôi thiệt thà thô lỗ, tôi đã phải lầm cái duyên cái ngộ. Mèn ơi, anh Ngọt này thiệt là biết nói chơi à nghe. Người ta mà nghe được, người ta giận tôi thì tội lắm. Ủa, người ta nào hả cô? Thì cái người đã nói với tôi những lời sai đắm, thiệt bụng cũng thương nên tôi đã bằng lòng. Cái gì? Cô Hai nói trời ơi, vậy là tôi trễ đò rồi hả cô Hai? Cô Hai à, thấy mấy đọt lan nó thập thò muốn bò qua sân nắng, sao cô lại vội vàng mà hái ngọn mong tới? Chắc tại người ta giàu, người ta đẹp hơn tôi, nên cô đem giấy tơ hồng mà trồng nơi đất lạ. Chắc tại người ta thương tôi thiệt lòng thiệt dạ, chứ gia cảnh cũng nghèo cũng đơn. Vậy anh ở xứ này hay ở xứ khác vậy cô? Anh ở gần đây nè, đối với anh cũng xa lạ gì đâu. Nhà cửa quạnh hiu một mình trơ trọi, đồ đạc ngổn ngang coi phải cất giữ giùm. Ủa sao mà giống giống tôi quá vậy cô Hai? Giống lắm đó, giống cái mặt thờ thờ thiện thùng như con gái vậy đó. Tôi giữ hộ anh cái nồi, cái đèn và cái cuốc. Vậy em cứ yên lòng giữ làm của hồi.